Xin chào các bạn, hôm nay Wendy Medical sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm ống lấy máu chân không Vatrasi. Dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị như sau. Dụng cụ bao gồm ống nghiệm lấy máu chân không, serum có gel Vatrasi, ống nghiệm lấy máu chân không, Eta Vatrasi, ống nghiệm lấy máu chân không, serum Vatrasi, ống nghiệm lấy máu chân không, heparin Vatrasi, ống nghiệm lấy máu chân không, citrate Vatrasi, ống nghiệm lấy máu chân không, gluco Vatrasi, kim lấy máu, holder. Dụng cụ hỗ trợ bao gồm mâm, giá đỡ ống nghiệm, garo, dung dịch sát khuẩn, găng tay, gối lót tay, thùng hủy kim, bông y tế. Thao tác chuẩn bị cho việc thu nhận máu bằng ống nghiệm lấy máu chân không Vatrasi như sau. Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đeo găng tay. Luôn mang găng tay trong quá trình lấy máu tĩnh mạch. Đặt các ống nghiệm vào giá đỡ. Kết nối kim lấy máu với holder. Tiến hành đặt garo. Xác định vị trí tĩnh mạch để lấy máu. Sát khuẩn vị trí lấy máu. Tháo lớp chắn kim, thực hiện lấy máu tĩnh mạch. Đẩy ống vào holder và vào van kim làm thủng màng ngăn cao su, căng giữa ống trong giá đỡ ống nghiệm khi xuyên qua nắp để ngăn chặn sự mất chân không sớm. Tiến hành thu nhận máu theo thứ tự: ống nghiệm citrate, serum, heparin, Eta, tách huyết thanh và gel gluco. Tháo dây garo. Ngay sau khi máu ngừng chảy vào ống nghiệm lấy máu cuối cùng, rút kim ra khỏi tĩnh mạch. Ấn chặt vị trí tim bằng bông gạc y tế cho đến khi máu ngừng chảy. Sử dụng băng dính cố định. Lắc đều các ống nghiệm để đảm bảo đồng nhất máu và hóa chất có trong ống. Lưu ý, không lắc ống mạnh vì có thể tạo bọt hoặc tán huyết.
sau khi thực hiện xong các thao tác, cần hủy rác theo quy định bệnh viện. Và đây là phần chúng tôi hướng dẫn các bạn kỹ thuật lấy máu đối với ống nghiệm lấy máu chân không Vatrasi, giúp chúng ta hiểu hơn và nắm được thao tác lấy máu cho người bệnh. Cảm ơn các bạn đã xem. Để biết thêm chi tiết cũng như về các dòng sản phẩm khác của chúng tôi, vui lòng truy cập website hoặc liên hệ đến bộ phận kinh doanh để được tư vấn và hỗ trợ.